hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 âm lịch sẽ cho bạn biết được diễn biến trong công danh, sự nghiệp, tình duyên, tiền bạc cũng như là sức khỏe của bạn trong tháng 7 sẽ như thế nào. Từ đó giúp cho bản thân gia chủ, tuổi Nhâm Thân có được sự chuẩn bị tốt nhất cho thành công và may mắn. Phần tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 7 âm lịch sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên việc luận đoán sẽ chi tiết chính xác, giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình. Từ đó sẽ có được những kế hoạch hành động trong công việc được may mắn và thuận thành nhất. Đồng thời qua phần luận giải, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi giúp cho tất cả quý vị có được cuộc sống thành công, viên mãn như ý muốn. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mệnh Kiếm Phong Kim có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và chơi trội. Đây chính là điều mà những người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Hình tượng của những người tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được mục đích tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Xem tử vi tuổi Nhâm Thân tháng 7 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như sự gia tăng về tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã, không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới ly hôn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng, mà còn khiến bạn thêm vững tâm, bước đi hơn nữa. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Thân có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên như trước kia. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn có thể có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của thầy Gia Cát sẽ được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 7 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai.
người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào chất lượng cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi thiếu chính xác. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đặc biệt, đó chính là một vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chư mệnh quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cho bạn lo lắng nhiều hơn, dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này ảnh hưởng rất tệ đến sức khỏe của bạn. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc chữa trị. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Các quý vị gia chủ nhâm thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn đôi bên lại càng thấu hiểu trân trọng hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người mình thích hợp, tình duyên có phần hanh thông hơn trước. Nam mệnh còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động. Cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với những người mình yêu mến. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi nhâm thân trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh dần, có nạp âm tùng bách mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm dần, có nạp âm kim bạc kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi nhâm thân trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị
có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tất cả quý vị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho quý vị phần nào trong cuộc sống này có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé để có thể ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo trên kênh.